Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, cho mình gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người và bạn bè, người thân, mọi người đã xem video của mình. Một lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi người. Hôm nay mình quay khoe với mọi người là một tác phẩm. Một chiếc bình Cutani. Cutani đời đầu luôn mọi người. Mọi người ai mà chơi bình rồi thì mọi người nhìn cái này là mọi người biết đây dấu Cutani đỏ luôn. Đây một bình Cutani rất là đẹp luôn. Đây mình cho mọi người xem ở cái đáy bình nó đấy. Đây là chuyện của nó. Bây giờ mình đây. Họa tiết của nó toàn bộ là vẽ tay đi. Đây một một đôi gà đây mọi người. Rất là đẹp luôn. Một đôi gà và hoa mẫu đơn. Đây là mặt này, mặt bên cạnh của nó. Đây mặt này cũng thế. Hai mặt trước và mặt sau là nó giống, giống họa tiết thì nó giống nhau, vẽ kín bình luôn mọi người. Chiều cao của cái bình này là 46, 47 mọi người nhá. Chiều cao của bình là 47. Chiều rộng của miệng bình là 15, 15,4, 15,5. 15,5. Mình đo cái bụng của cái bình này. Bụng cái bình này chắc nó phải tầm 100 hết rồi. Bụng của bình nó là 88 mọi người nhá. 88 là lọc à, 88 là lọc lọc. Lọc là 6. 88 là phát phát mọi người. Rất là đẹp luôn. Bình này phải nói là cái bình này phải nói là tuyệt vời luôn mọi người. Đây mình quay vào trong này cho mọi người xem cái cốt gốm của nó. Cốt gốm cái này thì khỏi phải chê luôn. Cái bình này là nó màu màu của cái bình này mọi người ạ, là một cái màu đặc trưng của gốm Cutani nhá. Màu đỏ bá trầu này mọi người. Màu đỏ mã trầu này, những cái họa tiết này vẽ vàng tất cả mọi người nhé, rất là đẹp luôn. Cái bình này thì mình thấy là độ sắc nét và độ tỉ mỉ của một nghệ của nghệ nhân vẽ lên một cái bình này thì phải nói là quá đẹp luôn mọi người. Bình này là bình này thì trước khi mình mua ấy, ở cái cửa hàng này thì đầu tiên là họ cũng không muốn bán. Về sau mình vào mình cũng gạ mãi xong rồi họ cũng bán cho mình cái bình này. Là cái bình này họ nói là bình này là nó có tuổi đời trên 100 năm này mọi người nhé. Còn thực ra là mình thì mình không 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 dám chắc là nó trên 100 năm hay không. Như đây là mình nói là cái chủ quán nó bảo là cái bình này trên 100 năm. Mà nếu mà chủ quán nó sai thì mình cũng nói sai mọi người nhé. Nếu mà ví dụ mà mình mà có không biết mà mình có nói sai ấy, thì những bạn nào mà biết về cái bình này tuổi đời của nó bao nhiêu năm rồi ấy thì mọi người đừng cười mình nhé, thì mọi người hãy comment ở dưới phần bình luận là chỉ cho mình biết là cái tuổi đời này của cái bình này về là bao nhiêu lâu thì thôi. Người những bạn nào mà biết hay là anh em nào cô chú nào mà biết ấy, thì cứ tham gia với mình nhé để cho mình cùng học hỏi thêm ít kinh nghiệm về gốm. Thực ra mình thì mình cũng chưa chưa rành lắm. Đây mọi người, họa tiết đây mình quay lại cho mọi người nhé. Đây là họa tiết này, em quay sát vào đây, họa tiết vẽ tay này. Đương nhiên là nó không thể đều nhau răn rắp được. Đây có những cái lỗi bút đây mọi người. Đây lỗi bút người ta vẽ vành vàng này nó sang hẳn cái đường này luôn. Đấy. Vạch này vang sang hẳn đường này luôn. Ngày xưa hơn 100 năm rồi mà nghệ nhân họ vẽ phải nói là quá tuyệt vời, người Nhật nó tỉ mỉ. Đây, còn cái họa tiết con gà này mọi người. Đấy, mọi người nhìn con gà đẹp không? Phải lúc người người nghệ nhân người ta vẽ, người ta thả hồn vào cái bức tranh, người ta tạo nên một cái bức tranh phải nói là quá tuyệt vời luôn mọi người. Mình nghĩ cái bức tranh này nó không thể ngày 1, ngày 2 mà để vẽ được hoàn thiện được đâu mọi người. Mình nghĩ là nó phải có thời gian nó mới hoàn thiện được một cái bức tranh đẹp tuyệt vời như này. Bản thứ hai quay là đông hay là gì?
Hai quai này mình nghĩ là bằng gốm nhá mọi người nhá. Gốm à? Ừ. Vâng, cái quai vàng ạ. Quai vàng này bằng gốm chứ không phải bằng đồng đâu mọi người. Quai vàng là bằng gốm mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Đây mình quay lại cho mọi người xem cái chuyện đó nữa. Đây chuyện đỏ. Bình này thì mọi người xem cái thời gian của cái bình này, mọi người nhìn vào là cái biết cái đáy bình này nó như nào rồi. Nó chỉ có màu nó ngả vàng, càng dùng lâu nó càng ngả vàng ra, nó là những cái gốm thật. Còn nếu mà mình theo mình được biết ấy thì những cái gốm mới ấy thì nó chỉ có một màu sứ thôi, nó không bao giờ nó ngả được màu vàng như này cả mọi người. Bình này rất là đẹp luôn. Cái bình này thì mình mua được là mình cũng thấy là rất có duyên với cái bình này. Đây là mình chưa có ý định là bán hay là như nào, mình chưa biết. Thì trước tiên là mình cứ quay lên để khoe và mọi người ai biết về thông tin gì về cái bình này thì chỉ cho mình thêm một chút thông tin này về cái bình này mọi người nhé. Ôi, mình xin chào tất cả mọi người nhé mọi người nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình nhé mọi người nhé. Cho mình gửi lời chúc tốt đẹp, sức khỏe đến tất cả mọi người nhé mọi người nhé. Bye bye mọi người.